Xin chào các bạn, trong quá trình ta làm family thì việc chúng ta quản lý vị trí của left family rất là quan trọng. Ngoài ra nữa là việc chúng ta quản lý vị trí của family ở trong project cũng tương tự như vậy. Như đây mình có một cái family là family number, và đây thì mình phải kiểm soát vị trí của cái echo này, và đây mình sẽ một mặt đứng bất kỳ. Thì thông thường mình sẽ sử dụng là lệnh align, thì mình sẽ cố định cái echo này vào hai mặt phẳng chiếu. Thì cũng thế gì khi mình kích thì nó sẽ có các cái đường gióng và nó giúp cho chúng ta có thể quản lý family một cách dễ dàng. Nhưng trong một số trường hợp thì một số bạn không có được các đường sóng như vậy và chúng ta loay hoay mãi, ta không biết cách nào để làm ra được nó. Vậy trong video này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này nhé. Và như ở đây thì mình sẽ tìm hiểu tại sao ở đầu video thì cái echo này nó có đường sóng như vậy, thì mình sẽ kích quay trở lại cái echo này. Như ở đây thì mình ra mặt là mặt red level và nó chính là cái mặt bằng của family này. Và khi chúng ta khởi tạo một family thì luôn luôn nó sẽ có hai mặt phẳng nằm chiếu cố định ở đây, và khi mình kích vào thì nó có tên là center fullback. Và ở trong cái bảng property chúng ta, ở phần az ta có một cái phần là phần es reference, thì nó sẽ có tên được chọn là ở mặt phẳng center fullback. Ngoài ra đối với cái mặt phẳng dọc này thì nó chính là mặt phẳng left right, thì ở trong phần es reference đây thì nó sẽ lựa chọn là mặt phẳng left right. Thì ngoài ra ở trong phần này nó sẽ có rất nhiều các loại mặt phẳng nằm chiếu khác nhau. Thì ở trong đây các mặt phẳng có cái phần tiếp đầu ngữ là center, như là center fullback, center elevation, center left right ở đây, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc chúng ta có thể align ở trong bay family hoặc ở trong dự án của chúng ta. Vậy mình sẽ giới thiệu cho các bạn tại sao mà ở trong family number của chúng ta thì cái echo này có thể align được. Và ngoài ra có một lý cho các bạn là gì, nếu chúng ta muốn align được vị trí tâm của cái echo này thì hai cái mặt phẳng tham chiếu mặc định của Revit, thì các bạn phải tạo cái hình khối của echo này làm sao cho tâm của cái echo nó sẽ trùng với tâm của hai mặt phẳng tham chiếu này. Nhưng ngoài ra thì ở trong số trường hợp không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng được hai cái mặt phẳng tham chiếu gốc của family template như thế này. Như ở đây thì mình sẽ quản lý cái phần cánh của cái number này, thì mình đã mở sẵn family cánh này rồi, thì đây chính là cái cánh của chúng ta. Và mình sẽ load cái family này vào trong family number của mình, và mình sẽ đặt nó ra ngoài. Như ở đây mình sẽ ra mặt là mặt front. Như ở đây mình sẽ giả dụ chúng ta sẽ có được hai cái mặt phẳng tham chiếu gốc mình đã kẻ sẵn ở đây để quản lý được cái vị trí của cái cánh này. Thì tương tự như phần echo mình cũng sử dụng lệnh align. Thì đầu tiên mình sẽ align cái trục đứng của cái cánh này, thì tương tự như ở phần echo chúng ta sẽ có được cái phần đường gióng như vậy, mình sẽ khóa lại. Và sau đó mình sẽ align cái phần chiều ngang của cái cánh này, và như đây mình đưa vào thì mình không có được cái phần đường gióng ngang như vậy. Và ở trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách để chúng ta tạo được các cái đường gióng như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái family cánh của mình ra mặt là mặt front. Và giống như ở phần echo thì cái mặt phẳng dọc ở đây thì nó có ở cái chế độ là center left right, nên tại sao mà chúng ta có thể align được ở trong family của chúng ta. Nhưng đối với cái mặt phẳng ngang này thì như đây nó đang ở chế độ là load reference, nghĩa là sao ạ? Nếu ở chế độ này thì chúng ta không thể align được, thì các bạn có thể là xỏ xuống và lựa chọn các cái mặt phẳng chiếu ở đây, như là mặt phẳng center fullback hoặc là center left right. Và ngoài ra thì chúng ta có hai cái chế độ là chế độ strong reference hoặc weak reference đây, thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái này cũng được. Như đây mình sẽ lựa chọn là weak reference. Sau khi tạo xong mình sẽ lock quay trở lại cái family của mình. Tương tự mình sẽ ra mặt là mặt front, lúc này mình lại dùng lệnh align. Thì tương tự các bạn thấy là gì? Ta có được cái phần đường gióng ngang như vậy, và mình cũng sẽ khóa lại. Thì đây là cách thứ nhất để chúng ta có thể là tạo được các cái đường gióng trong trường hợp mà chúng ta không có được ở trong family của chúng ta. Và cách thứ hai ở đây là mà các bạn có thể áp dụng được sẽ xảy ra ở trong trường hợp mà nếu mà cái family của các bạn nó sẽ bị lệch đi so với cái mặt phẳng chiếu gốc của family của mình. Như ở đây thì cái family của mình hiện tại nó sẽ không có tâm trùng với cái mặt phẳng chiếu ngang nữa, vậy là kể cả khi mình nó ở trong family. Như ở đây mình sẽ cố gắng là mình align tâm, nhưng mình không bao giờ mình chọn được, bởi vì nó không còn là trùng với cái mặt phẳng chiếu gốc của family nữa rồi. Vậy ở đây mình sẽ quay lại family của mình, và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đến một cái đối tượng, đó chính là reference line. Thì tại sao chúng ta sử dụng reference line? Thì đối với reference line, khi mình kẻ từ tâm của family này ra, và mình cũng sẽ lót vào trong family của mình là family number. Và lúc này mình cũng dùng lệnh align. Lúc này bạn thấy là gì? Khi mình đưa chuột vào, nó sẽ có một cái đường gióng, và nó sẽ tương ứng với cái đường reference line của mình, và mình có thể align vào và mình có thể khóa lại. Rồi và mình sẽ quay lại family cánh của mình nhá. Rồi thì tại sao ở đây mình không sử dụng là reference plane mà mình sử dụng là reference line? Và tương tự thì các bạn cũng có thể sử dụng được cái cách chúng ta dùng là reference plane, mình cũng sẽ kèm một mặt phẳng tham chiếu nằm ngang như này. Và tương tự mình cũng sẽ đổi cái này sang chế độ là weak hoặc là strong. Và khi mình lót vào trong family thì nó cũng cho mình align. Nhưng mà tại sao mình vẫn sử dụng là reference line, mình không muốn các bạn sử dụng là reference plane? Bởi vì là reference plane khi mình kéo ra, mình không thể là mình điều chỉnh được cái góc quay của nó, hoặc là mình không thể điều chỉnh được là để cho nó xoay ngang hoặc xoay dọc. Nhưng đối với reference line thì mình có thể là điều chỉnh các cái đầu mút này, từ đó là mình có thể tùy biến được cái góc của cái đường reference line này,
giúp cho cái family của mình có thể align một cách tùy biến hơn. Vậy là mình đã chỉ cho các bạn hai cách để làm sao chúng ta có thể tạo được các cái đường gióng trong family chúng ta, để giúp cho trong quá trình chúng ta làm family hoặc chúng ta làm dự án thì chúng ta có thể align được một cách dễ dàng nhất. Và video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.